bồ được con to không? Đâu à? Ông có bồ được con to không? Đây này, tôi bồ được con bé. Ôi đi. Con to không? Cái hỏi rồi đấy. Sâu sâu vào, sâu vào, sâu vào. Ui to thế. Xem em ơi. Tôi đã hỏi ông có bồ được con to không? Tôi bắt được con bé rồi, tôi kéo con tay để tôi ôm rồi. Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay anh em mình sẽ làm clip mò cá ở dưới sông các bạn ạ. Thì là anh em mình đang định là đi mò cá về để chế biến món ăn. Mà không biết là được con cá này không thì các bạn hãy theo dõi cái video của mình để biết anh em mình mò cá là gì. Và bây giờ xin mời anh em hãy đi theo chân của anh em mình nhá. Let's go. Đây các bạn đây, anh em mình bắt đầu vào cống nhé. Đừng lên thôi, đừng vào nữa, đi ạ, nó sụt đấy. Anh em mình vào cống để đuổi cá đấy các bạn này. Cái này sâu lắm, phải lặn xuống mới mò được. Thấy gì không? Nhiều cá lắm, nhiều cá lắm á. Nhiều cá lắm các bạn ạ. Cảm giá thì vẻ chấp đấy. Ủa, nhiều gắn nhau lắm ạ. Nhiều gắn nhau lắm. Xong ra. Nhiều, chỗ này nhiều gắn nhau lắm ạ. Giờ toàn sờ vào đuôi. Nhớ sàn. Ôi, chỗ này ấy, nhiều lắm. Nào, hai thằng mò đâm đầu nhau nha. Nhưng mà sâu, sâu quá nha. Sâu quá. Nhiều cá lắm các bạn ạ, không hơi. Bơi được không? Bơi được không? Bơi được. Đâu cá, đâu cá, đâu. Đâu rồi, đâu rồi, sô sô sô. Ta mò đúng một ổ luôn. Ui, sao vậy? Đúng một ổ với nhau. Mò lại này. Từ từ đã, để tí nhá. Hello, xin chào các bạn. Lấy cái gì nhỉ? Rồi, tụt dây làm xiên à? Ôi giời, giời. Còn tụt dây này. Xem mà đi em. Thật ra nhá. Đâm vào cái mông của nó. Thanh niên phải hy sinh cái dây chùn quần để làm dây xiên cá các bạn ạ. Đây là thành quả đầu tiên của chúng tôi, một con cá nheo. Đâm từ trong đâm ra. Đây. Đưa đây đây. Đâm từ trong đâm ra. Rồi, ok. Ông buộc vào luôn để lấy một con làm cọc luôn. Một tay giữ quần không tụt cuối. Cái này các bạn không nhìn thấy gì đâu. Vào đi nào. Mệt quá. Đây từ lặn bên ngoài còn lắm cá lắm. Bên trong này, chỗ này lắm cá lắm đấy. Để tôi với ông ấy nhá, đuổi nhá. Đuổi chỗ này đi. Đuổi này nhá. Rồi. Đây là mấy con lắm cá lắm. À, 1, 2, 3 đuổi luôn nhá. Đúng không? Dạ. Chuẩn. Gì không? Được gì không? Ui! Ui trời ơi! To vậy? Ui! Rồi các bạn ơi. Vậy to đấy. Tiên vào. Cắp cắm vào. Ui chỗ này có bì có mấy con này. Ui mẹ con đấy phải đến cân à? Thôi. Ui các bạn kìa, cá nheo kìa. Chỗ này vẫn còn một cái ổ nữa. Đây camera quay cận cảnh này. Ngon đấy. Ô, hai con rồi các bạn nhá. Con chọc vào tay. Hai con rồi nhá. Một con to, một con bé. Đi vào trong, Để vào trong đi. Kéo đây nhá. Không, vào không được, không tùy. Sâu không đứng được đâu.
Đây, đây là trong cống các bạn ạ. Dưới gầm cầu. Dưới là rất sâu. Đây, các thanh niên đang phải bơi. Nước rất sâu các bạn ạ. Đấy. Mỗi khi mò là các thanh niên phải lặn xuống sâu các bạn ạ. Đấy. Ui to thế. Chị xem em ơi. Tôi đã hỏi ông có mồ được con to không, tôi bắt được con bé rồi, tôi kéo con tay để tôi ôm rồi. Con này phải 1 cân các bạn. Tôi hỏi nó bảo là con. Ôi con đấy phải hơn cân đấy. Có mồ được con to không, tôi mồ được con bé rồi. Ôi, đánh tôi chảy cái máu ra chứ nhỉ. Đéo sợ lắm. Con to rồi, tay lớn gặp con bé không được sao được. Đấy, xe nó có mồm nó em ạ. Cái đó nó ra đấy. Ê, rồi. Buộc chặt vào. Buộc chặt vào. Chặt rồi. Không thể ra được. Miến ấy tí cắt. Nhập rộng vào đây. Ôi nãy giờ vẫn ngậm này. Ok luôn các bạn. Quá to luôn. Tay mình ôm vào con bé rồi. Nhá làm sao cầm được con to nữa. Chen lùi lùi chen chạm. Chào bạn nhá. Tôi hôm nay caramel nhảy xuống mò các bạn ạ. Ngắn thôi em ơi. Tôi là bên nhiệm vụ của nó chạy. Tôi bên nhiệm vụ của đuổi cá. Mặt kia làm khác không? Huy bắt được bò rồi. Huy bắt được bò rồi. Huy đuổi vào lòng. Tay Huy được mà. Rất chuyên nghiệp. À đây, mình biết là Huy bắt được rồi vì tôi đuổi vào làm tay Huy rồi thì thế này. Sâu rồi, sâu rồi. Chỗ này này. Tống này. Ủa, đá cứ quật chân rồi. Tôi phải xuống tôi làm chiến lợi phẩm thôi. Ôi kìa. Nào nè. Cho bằng bạn vào đây hả đấy. Mình đang luôn luôn vào tay Huy, biết là hiểu gì Huy bắt được rồi. Rồi, cháu còn vuốt đuôi thôi, vì cá đang chạy theo lừa này, vuốt đuôi đẩy phát bồ đầu nó vào tay luôn. Hai thằng này sợ trường đóng rồi, đua rồi. Hai thằng này nó phối hợp ăn ý lắm bá. Tôi nó gọi là mới nhiều lần rồi. Nữa chưa đầy 30 phút anh nha. Đây bạn này. Câu hỏi ông có bắt được con nào không? Được con nữa, được con nữa, được con nữa, được con nữa. Đứng đây, 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 đứ
1, 2, 3. Ôi nhiều thế. Ôi. Nhiều vậy cả. Nhiều dã man luôn, ở bên dưới nó như kiểu một cái ổ của nó luôn. Đây xiên nhá. Đây xiên nhá. Thần kỳ chưa các bạn? Thần kỳ chưa? Nhiều quá anh em ạ. Tôi thì sờ chỗ đấy thích nhỉ. Nước này hơi sâu. Nước mà đông đông thì nước bắt được nhiều luôn. Chỉ đến thế này này. Nước nước hôm nay nó khoảng tầm vơi khoảng tầm 50 phần nước là đẹp. 50 phần nước thì có bò bò đi tối. Nó không bị mệt. Này lặn nó sâu quá. Em là suy em xiên vào mép. Cơ dây trong này không có que. Cái que đấy hỏng rồi thế. Nó lấy cái dây chun quần của nó ra nó xiên đấy bác. Cái que ở kia ra đục một phát không được. Lấy que mà. Được rồi. Kia bây đừng vào đúng nước cá dài. Nhiều cá quá anh em ạ. À. Tối nay dự là bằng này người khả năng ăn không hết được rồi. Đặc sản cá nheo các bạn ạ. À. Cá này mua là rất hiếm nha. Người ta không nuôi được mà chỉ có bắt ở sông thôi. Mình vô được rồi, mình không muốn bắt nữa. Nó cứ ục 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 ở dưới. Sướng. Đây. Dung cầm cái que. Cái này thì bị hắn cầm chặt em mắt. Úi, một sâu luôn. Quá nhiều luôn. Đây các bạn này. Đây nhá. Đây rồi. Chỉ còn con ta vừa được ai chở này. Tôi còn lại được một đoạn này nữa. Đây là con sông ở quê chúng tôi. Con sông khá bé đấy nhưng mà rất là dài. Được không? Tôi hỏi thật ông có được không? Ra đây xem nào. Dính ra. Các bạn là sợ chưa rồi. Ui mẹ nhiều vậy cơ à? Ờ, vui 2-3 nè. Đây ra, đây ra, đây. 1, 2, 3. Ê ôi con này thịt mẹ nó thuộc hậu sinh của con này luôn. Có vẻ như các thanh niên chúng ta đang rất mệt này, thấy thở rất gấp rồi. Lặn này mất sức lắm các bạn ạ. Mất sức lắm. Nước rất là sâu. Từ chỗ miệng cống này đi vào là toàn lụt đầu người không à, toàn trên 2 mét. Phải lâu lắm rồi không xuống đây. Năm rưỡi, 2 năm rồi. Mò thử lại cái vẹn bên này đi em ơi. Được. Bên này. Đây, cái này. Ôi, từ. Có à? Hai thằng này nó là ma. Ở trong cái bì. Không được sao thò tay vào được. Cẩn thận tụt quần. Ta xin cá, xin cá hả? Biết lần này được nắm không? Chắc là tam đàn vậy sao ấy. Nãy mò mình, nãy mình sờ, nãy bắt được cá rồi mình cũng không tay mình nhẹ. Bắt được không? Đây ho. Con đại ho. Ui. Lượt qua tay mình rồi. Thằng này hôm nay có duyên nhỉ, bắt toàn con to rồi. Nhau Huy bắt toàn to, Sơn bắt toàn những cái loại mà ngắt mũi nhỉ. Tay mình chừng không ra đây. Không được sát thủ nữa. Ê, chúng mày có mà vạch vẽ. Ui trời ơi. Thân đi chia các bạn ạ. Bắt nhiều các bạn ạ. Chỗ đấy phải 4-5 cân rồi. Đi lên đi. Đã có trứng rồi. Hai bọc trứng to. Thôi anh em mình rồi. Mời các bạn về xem anh em mình chế biến nhá. Chưa
Các bạn ơi, bây giờ anh em tôi là đã đi mò về rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình phải thui cái con cá nheo đã. Thì anh em mình mới nấu được. Anh em mình làm giả cầy hai con to. Nãy là được 3 con nhưng mà một con thì rớt mất này. Xong bạn kia bạn cầm về rồi, bạn kia bạn không ăn thì mình để các bạn ấy cầm về. Thì anh em mình làm hai con, đây hai con các bạn ơi. Đây nha các bạn nhé. Đây các bạn này. Đây nha. Đây to nhất anh em mình. Con này cỡ khoảng cân. Con cân. Anh được quen rồi đâu ạ. Đúng rồi. Nhớ làm rồi ăn đi. Nhớ làm rồi ăn đi. Ông đi làm cái món cá bé này đi, tôi làm nó này đấy. Mổ lấy mổ thì nó đơn giản thôi, tí đợi tí nữa anh mổ. Mổ này nhanh. Lấy cái chân chip cô quay đẹp hơn. Vàng đẹp chưa? Ừ. Đây. Cũng đặt ra đây. Lòng lòng cũng đặt thôi. Ok. Cái này thui thì đéo vàng. Ủa đấy, vừa lửa đâu rồi nhỉ? Đi. Rất phải cho riêng này. Ăn riêng nhau này. Chủ yếu ở cái tôm. Riêng mẻ, món tôm. Mẻ nhá, đây là mẻ các bạn đây. Chén cái em chan bắn tôm. Chế, chan bắn tôm. Lâu nay con đổ bán này. Tôm bán này. Tôm là 2 lít. Bán thì ăn. Nghỉ chưa chưa nghỉ đây. Đó. Một con nằm góc sơn này. Mẹ nó nhìn thấy mày lại thèm mấy rồi. Nhìn mường cỏ thế gì. Chặt vịt. Em đập xả. Ừ. Rồi lại vào xúc khoan được kìa. Ớt nhá, ớt các bạn ơi. Nhanh lắm. Mẹ chỗ này mấy cân này. Đường ngon lắm đấy. Có sức ở đâu rồi đấy. Ao này có cả tạ mương. Không có sức ở đâu. Ao này thì tôi ác cùng loại cá đỏ. Cái kia ăn được đi. Nhưng dòng mương nó nhiều lắm. Mương cái rói, toàn rói cổ tay một. Vào đâu? Cứ vào đây. Các bạn nhé.
cày quá. Đấy, làm món chả cầy các bạn ơi. Thơm quá nhỉ. Đã ăn vụng rồi. Ngon lắm các bạn ơi. Tuyệt vời mặt trời. Đây các bạn ơi, anh em mình đây. Đây là cá giả cầy này. Các bạn nhìn này. Đây, đây là cá nấu dưa nhá. Các bạn nhá. Đây. Anh em. Đây. Thành quả hôm nay của anh em mình có một bạn thì bạn ấy bận các bạn ạ. Bạn ấy bận thì bạn ấy không ra được. Chú Tâm vào đây này. Giật rủng gì đang ăn nhanh. Nếm nếm vụng vụng. Uống này say chết. Say không? Say, uống này say, uống vừa vừa nhá. Hại vừa. Mỗi người chai thôi. Uống vừa nhá. Thoải mái đi. Ừ. Ngon đấy. Đây là này các bạn ăn mừng cái thành quả của anh em mình đi. Ôi, làm miếng cá chả cầy đầu tiên này. Này món này của đồng chí Sung này các bạn ạ. Mời các bạn nhá. Sa cao. Mời các bạn nhá. Ừ, mỡ. Ngon không? Ngon. Ừ, rất lâu rồi mới được ăn cá nghèo. Thơm thật đấy nhỉ. Thơm ạ. Mời cả nhà nhá. Đây là bạn Chiến các bạn nha. Lâu lắm về bạn Chiến về tham gia với anh em mình. Alo. Xong rồi. Xong đi. Mời anh em nhá. Anh em nhá. Ngoài anh em. Thơm nhỉ. Ngọt. Cá sông khác không. Ăn ngọt phê. 100% à? Ừ, say đấy. Say đấy, uống từ từ thôi. Mời cả nhà đấy nào. Mời cả nhà. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà. Hơi nặng. Nặng đấy. Nặng đấy. Nặng đấy. Ngon quá nhỉ. Các bạn nhìn này. Đây nhá. Này. Đây, cá sông Hồng các bạn ạ. Món này nó còn cay này. Anh em gắp thử con cá bên kia xem nào. Đang ăn cá ngon lắm đúng không? Chắc thịt chắc lắm. Nấu dưa đúng không? Cá nheo nấu dưa thì tuyệt vời rồi. Cá nấu dưa. Ngon lắm các bạn. Bữa ăn nhạt. Cái da ấy nó thơm ấy. Cái da nó dai đấy. Cá lâu năm, cá thả sông da đã được phui rồi, mình phui rồi.
Thôi thơm mùi rơm không ạ? Ừ. Người ăn nó cái mùi cái này không? Đấy các bạn. Mùi khói. Đấy nó thơm đấy. Đặc trưng ở đấy nó phải có khói. Và bây giờ mình xin kết thúc video ở đây nhá. Nếu như anh em thấy hay thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và chia sẻ nữa. Và bây giờ thì cũng đã muộn rồi, thì cho mình xin phép xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào.